Xin kính chào quý bà con nông dân. Công ty Việt Nam Nông nghiệp Sạch xin giới thiệu đến quý bà con sản phẩm dung dịch nano đồng oxy cloro HLC đặc trị nấm bệnh vi khuẩn cho cây trồng. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về các thành phần chính của sản phẩm: nano đồng 15.000 ppm, nano canxi 160 ppm, nano kẽm 110 ppm, PVB 360 ppm, sodium 40 ppm và cuối cùng chính là nước cấp. Tiếp theo là công dụng của sản phẩm: chuyên dùng đặc trị nấm bệnh có hại cho cây trồng, phòng và trị chủ động quá trình phát sinh, phát triển của nấm khuẩn gây bệnh như là bệnh héo xanh vi khuẩn, héo rũ, xương mai, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh lết trên cây có muối, vàng lá, thối rễ, tháng thư, rỉ sắt, xì gôm, chảy nhựa mủ. Tiếp theo đó chính là bổ sung dinh dưỡng khoáng vi lượng đồng CO, tăng cường sức đề kháng cho cây trồng. Cây trồng chống chịu tốt với các điều kiện bất thuận lợi của tự nhiên, hạn chế nấm khuẩn gây bệnh xâm nhiễm, tăng năng suất và mẫu mã đẹp. Và để biết thêm chi tiết về liều lượng và cách sử dụng đối với từng loại cây trồng, quý bà con nông dân gọi về hotline 0919 817 033 để được đội ngũ kỹ sư nông nghiệp tư vấn kỹ thuật miễn phí. Và để mua hàng, quý bà con nông dân có thể để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận hoặc gọi về số điện thoại đã được ghi trên bài viết hoặc video này. Cảm ơn quý bà con nông dân đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại.